Phan sang chấn tâm lý khi mũi trưởng Long bất ngờ xác nhận đã ly hôn vợ và có con trai 4 tuổi. Hồng Hoàng ngay lập tức bảo vệ. Nổi lên như một hiện tượng khi lên sóng trong Sao Nhập Ngũ, mọi động thái của mũi trưởng Nguyễn Việt Long đều trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Đặc biệt là khi đồng chí Long được dân tình đẩy thuyền tới bến với hot youtuber Hậu Hoàng. Trang cá nhân của anh chàng cũng hot hơn bao giờ hết khi nhận về lượng fan đông đảo không kém gì một con sao trẻ. Đặc biệt là chuyện đời tư cũng được cư dân mạng truy lùng không sót một thông tin nào. Còn nhớ khi mới nổi tiếng, mũi trưởng Long từng vướng phải tin đồn đã ly hôn và có con trai 4 tuổi. Thậm chí, người hâm mộ còn vào tường nhà của đồng chí Long tát thẳng tên Hậu Hoàng để hỏi cho ra nhẽ. Thế nhưng tất cả những gì fan nhận về chỉ là sự im lặng của người trong cuộc. Bất ngờ mới đây, hot boy Sao Nhập Ngũ đã lên tiếng chia sẻ về chuyện đời tư của mình. Anh đăng tải một status rất dài trên trang cá nhân, thừa nhận việc đã ly hôn và có con trai 4 tuổi. Đúng như nghi vấn trước đây, mũi trưởng Long thừa nhận vì công việc bận rộn khiến tình cảm vợ chồng lạnh nhạt nên mới chọn cách ly hôn. Tuy nhiên không có chuyện anh ruồng bỏ con trai. Mình lập gia đình khá sớm và cũng mong muốn sẽ có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên mình làm bộ đội, xa nhà thường xuyên. Việc chung sống với vợ của mình không được hạnh phúc như mong đợi nên mình đã lựa chọn ly hôn để hai người có thể có cuộc sống tốt hơn. Giữa mình và vợ cũ có một bé trai, cháu còn nhỏ và vì mình không có điều kiện thời gian chăm sóc cháu tốt bằng mẹ, nên hiện giờ cháu đang sống cùng mẹ và ông bà ngoại. Mối quan hệ giữa mình và vợ cũ không căng thẳng, mình cũng thăm con khi mình được nghỉ phép và quan tâm tới bé thường xuyên. Thời gian qua các thông tin về bản thân và gia đình mình bị chú ý rất nhiều và mình không lên tiếng. Tuy nhiên đến hôm nay mình thấy không nên im lặng vì mọi người đang suy đoán và phán xét quá nhiều và không đúng sự thật. Theo thông tin được biết, mũi trưởng Nguyễn Việt Long của Sao Nhập Ngũ đã xác nhận với báo giới rằng anh đã kết hôn năm 2016 và có con trai 4 tuổi. Khi đó anh vừa tốt nghiệp trường sĩ quan đặc công. Hiện tại, họ đã ly hôn vì lý do cá nhân, con trai của anh hiện được mẹ và nhà ngoại nuôi dưỡng. Anh cũng khẳng định mối quan hệ với vợ cũ vẫn rất thoải mái. Bên cạnh bài chia sẻ gây chú ý của mũi trưởng, Hậu Hoàng là nhân vật được dân tình tréo tên nhiều nhất. Bởi trước đây, không ít lần cô và mũi trưởng Long được cư dân mạng nhất mực đẩy thuyền. Và không phụ lòng mong đợi, ngay dưới bài viết của mũi trưởng, nữ youtuber đã để lại bình luận. Cô viết: 7 ngày mũi trưởng bảo vệ chúng tôi rồi, giờ để chị em chúng tôi bảo vệ lại, chúng tôi luôn bên đồng chí. Vâng, hôm nay ba chị em chúng tôi hẹn nhau đi ăn trước khi chị Yến bay về Hà Nội. Thì vô cô khách mời, không hiểu ở đâu ra mọi người ơi, không hiểu ở đâu ra, ai mời? Ai mời? Chả biết rồi nhá, hết rồi. Từ chối hiểu ạ. Ngắn gọn nhưng đầy tâm huyết, bình luận của Hậu Hoàng nhận về hàng trăm lượt like và tương tác. Nhiều người ủng hộ quan điểm của cô và nhận định sẽ cùng cô bảo vệ mũi trưởng Long. Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng mong chuyện này nhanh chóng kết thúc để mũi trưởng Long yên tâm công tác. Phía ekip Sao Nhập Ngũ khen ngợi chỉ huy Nguyễn Việt Long là người được yêu mến nhất sau 10 mùa phát sóng. Dù biết thông tin anh đã lập gia đình từ trước nhưng vẫn chọn chiến sĩ Nguyễn Việt Long vì xuất sắc trong chỉ huy các nội dung huấn luyện đặc thù của đặc công, gan dạ, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, dứt khoát, mang lại hình ảnh đẹp về bộ đội đặc công khiến khán giả hiểu, yêu mến những người chiến sĩ đặc công thời bình. Có tố chất của người chỉ huy giỏi, biết mềm mỏng động viên chiến sĩ, đặc biệt là nữ chiến sĩ, nhưng biết vững vàng, dứt khoát và nghiêm khắc trong huấn luyện. Phát huy tố chất chân thật, tự nhiên của bản thân để khiến chương trình hấp dẫn hơn, gần gũi hơn với khán giả. Đồng chí Long có khả năng kết nối mọi người trong tập thể, biết cương nhu đúng mực. Được biết, nguyên nhân khiến mũi trưởng Long phải công khai thông tin là do nhiều tin đồn về gia đình không đúng sự thật. Anh nhận định, mình muốn công khai chuyện này không phải là mình không thừa nhận bé, mà thực sự mình không muốn những hình ảnh con mình bị lan truyền khắp nơi. Thông tin hiện vẫn đang được chia sẻ trên khắp các trang mạng xã hội với vô vàn ý kiến khác nhau, đa số đều bày tỏ sự bất ngờ. Nhiều người cũng để lại những bình luận an ủi đồng chí Long và mong chuyện đời tư của anh không bị soi mói thêm nữa. Hãy cùng Giang chia sẻ thông tin hot nhất mạng xã hội ngày hôm nay nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!